Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay cạnh tôi đây là chiếc xe Vespa GTS Super, một chiếc xe được lắp ráp hoàn toàn tại Việt Nam. Và thời gian gần đây thì rất nhiều khán giả của Xe Hay có viết thư về cho chương trình hỏi rằng liệu chiếc xe GTS được lắp ráp tại Việt Nam thì chất lượng sẽ ra sao, sẽ như thế nào. Thì ngay ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng trải nghiệm và đánh giá chiếc xe này. Các bạn hãy chờ xem. Sau khi Piaggio ra đời mẫu xe Gran Turismo Sport GTS vào năm 2005, chiếc GTS Super đầu tiên đã được ra mắt vào năm 2008. Đường nét lịch lãm nhưng cũng đậm nét thể thao của GTS Super đã nhanh chóng mê hoặc những tín đồ đam mê dòng xe Ý này, và họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua những mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc với mức giá hơn 100 triệu đồng. Vì vậy, sự ra đời của GTS Super 125 3VIE sản xuất tại Việt Nam với giá thành rẻ hơn đáng kể so với mẫu xe nhập khẩu sẽ giúp người tiêu dùng có cơ hội dễ dàng hơn để tiếp cận với dòng xe Vespa thể thao của Piaggio. Về kiểu dáng tổng thể thì có thể thấy là chiếc Vespa GTS thì đã đi vào huyền thoại. Những đường nét thiết kế mang phong cách rất là châu Âu và rất là đẹp. Ở phần đầu ở chiếc Vespa GTS thế hệ mới này thì đã có những thay đổi. Các bạn có thể thấy như phần mũi dọc dừa đã được trang trí thêm những mép viền mạ chrome, trông khỏe mạnh hơn và thể thao hơn. Vespa GTS Super 125 3VIE sở hữu thiết kế hiện đại nhưng vẫn kế thừa những đường nét làm nên tên tuổi của Vespa trong suốt hơn 60 năm qua. Chiếc xe hướng đến đối tượng khách hàng là nam giới, đồng thời là dòng xe thể thao, nên thân xe có nhiều chi tiết được thiết kế nam tính hơn, dù vẫn giữ lại những đường cong đặc trưng của Vespa. Mặt nạ của xe được thiết kế tinh xảo hơn, lấy cảm hứng thiết kế từ siêu phẩm Vespa 946. Một nét đặc trưng đối với các mẫu xe Vespa vẫn được giữ nguyên, đó là hệ thống khung sườn làm bằng thép liền khối, mang lại sự an toàn cao hơn cho người dùng. Ưu điểm của hệ khung thép liền khối này chính là mang đến cảm giác chắc chắn, ổn định khi vận hành. Để phù hợp hơn với đường xá chật hẹp của Việt Nam thì chiếc GTS phiên bản được lắp ráp tại Việt Nam đã thay đổi về kích thước chiều dài của phần gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu đã được làm ngắn hơn để chúng ta di chuyển trên những con đường đông dễ dàng hơn. Nếu như với xe nhập khẩu, công tắc bên phải sẽ là nút cắt động cơ tạm thời, thì ở phiên bản Việt đã thay đổi bằng công tắc đèn 3 chế độ. Công tắc đèn này phù hợp và có ích hơn với khí hậu và giao thông Việt Nam. Ở phiên bản thế hệ trước thì GTS có được trang bị hệ thống làm mát bằng chất lỏng. Nhưng ở phiên bản GTS Super mới này thì hệ thống làm mát bằng chất lỏng đã được lược bỏ, mà thay vào đó là chiếc động cơ được làm mát cưỡng bức. Và chính vì thế mà cánh xả gió ở đây đã được thay thế bằng một tấm nhựa bịt kín như thế này. Chúng ta sẽ không còn cảm thấy sức nóng từ cửa thoát gió này thoát ra ngoài nữa. Bộ vành, giảm sóc và phanh đĩa phía trước vẫn giữ nguyên được vẻ mạnh mẽ, vững chãi như phiên bản nhập khẩu. Động cơ của GTS Super là loại động cơ 3VIE phun xăng điện tử mới. Và động cơ này sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn so với động cơ cũ và chắc chắn là chạy cũng sẽ êm hơn. Và ngoài ra thì phần bánh sau của GTS cũng được trang bị phanh đĩa thủy lực, sẽ giúp chúng ta phanh chắc chắn và an toàn hơn. Tuy nhiên, phần ống xả dùng lại của LX lại hơi nhỏ so với tổng thể chiếc xe. Bảng đồng hồ của GTS vẫn giống hệt với những phiên bản trước, chỉ có điều là phần báo nhiệt độ máy thì đã được lược bỏ. Ở phần cốp xe các bạn cũng sẽ mở rất dễ dàng với một nút bấm ở đây. Và cốp xe của GTS thì khá là rộng, có thể để vừa hai chiếc mũ bảo hiểm và một số giấy tờ nữa. Tuy nhiên, có một điều hơi bất tiện ở chiếc cốp xe này, đó là khi mà chúng ta không khóa cổ xe, chúng ta rút chìa khóa ra rồi ấn nút, cốp vẫn có thể mở được. Và như ở Việt Nam thì đôi lúc chúng ta gửi xe chúng ta không được khóa cổ. Mà không được khóa cổ, nếu chúng ta vẫn để những đồ có giá trị ở trong cốp xe như vậy là khả năng mất là khá cao. Chính vì vậy mà có lẽ nút bấm này nên cải tiến là không khóa cổ thì không mở được, thì tôi nghĩ sẽ tốt hơn, thay vì là để như thế này chúng ta vẫn mở được.
là một chiếc xe với kích thước cao và to. Thì những người có chiều cao từ khoảng 1m70, 1m72 trở lên sẽ ngồi chiếc xe này khá là vừa vặn. Nhưng nếu chiều cao thấp hơn khoảng đó thì các bạn ngồi trên chiếc xe này sẽ hơi bị chống chánh một chút. Và để khởi động chiếc xe này thì các bạn sẽ không cần vặn ga mà chỉ cần bóp phanh thôi và ấn nút đề. Và tiếng đề nổ máy cũng sẽ êm hơn chiếc xe đời cũ rất là nhiều. Một chiếc xe với kích thước tương đối là to và nặng. Nhưng khi ngồi lên thì điều khiển rất là dễ dàng, tay lái nhẹ, khả năng làm chủ chiếc xe rất là dễ dàng và rất là nhanh. Bạn hoàn toàn có thể lách chiếc xe này trên những con phố nhỏ, rất là dễ. Phần yên xe của Vespa GTS Super 125 3VE bản nội địa này có phần hơi cứng hơn một chút so với phiên bản nhập khẩu do chất liệu da và phần đệm yên chưa thực sự cao cấp. Nhưng bù lại, sau quá trình nghiên cứu khá kỹ địa hình đường xá Việt Nam, Piaggio đã trang bị cho Vespa GTS Super này bộ giảm sóc mềm hơn, giúp chiếc xe nặng khi di chuyển qua những đoạn đường cứng hay ổ gà rất êm ái và mượt mà. Một chi tiết ăn điểm của chiếc xe cồng kềnh khi phải di chuyển trên những con đường ngày càng tệ của đô thị Việt. Nếu so với phiên bản động cơ cũ thì động cơ 3VE này êm hơn rất là nhiều, độ vọt cũng tương đối tốt. Nhưng so với động cơ cũ thì độ vọt có kém một chút xíu. Nhưng với tôi thì độ trễ này hoàn toàn có thể chấp nhận được vì chúng ta đi trong thành phố. Tốc độ vọt cũng không cần quá phải gấp, mặc dù là chiếc xe này vọt đã rất là nhanh rồi. Sức mạnh của động cơ tuy có kém một chút so với phiên bản trước, nhưng bù lại, động cơ 3VE mới lại giúp Vespa GTS Super cải thiện rõ rệt mức tiêu hao nhiên liệu. Theo như công bố của nhà sản xuất, thì chiếc xe sẽ đi được 64 km với 1 lít xăng trong khoảng tốc độ trung bình là 50 km/h. Một con số khá ấn tượng sẽ giúp những tín đồ yêu Vespa xóa tan mọi định kiến về độ uống xăng của dòng xe này ở những phiên bản trước. Với những cải tiến rất đáng kể, mức giá bán dưới 80 triệu đồng, chiếc Vespa GTS Super 3VE nội địa thực sự là một chiếc xe đáng giá trong phân khúc xe tay ga cao cấp tại Việt Nam.